皆さんおはようございます。先生おはようございます。皆さんおはようございます。Xin chào các bạn. À, trong chương trình ngữ pháp N5 của thầy Dũng thì cô Thanh sẽ đảm nhận các bài ngữ pháp 5, 10, 15 và 20, 25. Thế nên là hôm nay sẽ là bài đầu tiên mà cô sẽ dạy cùng các bạn trong chương trình ngữ pháp N5 này. Và bài học mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học là bài học có chủ đề là hôm nay là ngày sinh nhật của cô. À, tức là gì nhỉ? Là qua bài ngày hôm nay chúng ta có thể học được những cách nói về ngày sinh nhật của mình. Hay là cụ thể hơn thì bây giờ chúng ta sẽ vào bài nhá. Hay mọi khi thường sẽ chỉ dạy một mình trước ống kính máy quay. Hôm nay lần đầu tiên cô dám bước vào lớp mà có rất là nhiều các bạn xinh gái như này, nên là cũng hơi run một chút. Không biết là các bạn mà đang xem clip này sẽ như thế nào nhỉ? Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào bài học ngày hôm nay nhá. Thế thì giống như là ở bài số 4 của chúng ta, khi mà thầy Dũng dạy, thầy Dũng có nói là gì nhỉ? Khi mà vào đầu các bài thì chúng ta sẽ tập làm quen với thể từ điển thông qua việc là chúng ta sẽ nghe thử thầy cô giáo chia qua về cái thể từ điển với những cái động từ mà chúng ta gặp ở trong bài ngày hôm đó nhá. Ví dụ như là chúng ta sẽ có ba cái động từ mà chúng ta sẽ gặp trong bài ngày hôm nay. Thứ nhất là gì nhỉ mọi người nhỉ? Ikimasu là gì đấy? Đi ạ. Đi đúng không? Thì cái từ này khi mà chia sang dạng từ điển nó sẽ là iku, chữ kimasu sẽ thành cự, iku. Ok, tiếp theo từ kimasu là gì nhỉ? Đến. Đến đúng không? Đến sẽ thành là, đây là động từ nhóm 3, ghi chép vào đây đúng không? Là kuru, nó hơi đặc biệt một chút, đúng không? Kuru. Và cuối cùng, kaerimasu là gì nhỉ? Về. Về đúng không? Sẽ chia thành kaeru, kaeru. Thế nào? Đấy, mọi người cùng nhau đọc với cô nhá. Iku, iku, kuru, kuru, kaeru, kaeru. Ok. Rồi, ba động từ này nhớ rồi đúng không? Và ngày hôm nay bài của chúng ta sẽ xoay quanh chủ yếu là ba động từ này thôi nhá. Hay, và trước khi vào bài thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tổng quát một lượt xem là bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về những cái gì. Thứ nhất là mình sẽ học về cách nói ngày tháng năm này. Đó, ví dụ như đây, cái này là cách nói ngày tháng năm nhá. Tiếp theo cái phần số 2 chúng ta sẽ nói là mình đi đến đâu nhỉ? Mình đi đến đâu, mình trở về đâu. Rồi cái mẫu ngữ pháp số 3, cái này là hơi chia ra làm 3 ngữ pháp nhưng mà nó sẽ có thể gộp được luôn vào đây. Cái cách nói rằng là tôi không đi đâu cả, đúng không? Bây giờ mình đi về nhà, mình đi đến trường, bây giờ cũng có cách nói là tôi chẳng đi đâu cả, là cái số 3 nhá. Tiếp theo số 4 chúng ta sẽ học về, bây giờ đi đến đâu mình sẽ nói tiếp về đi bằng phương tiện gì, đúng nào? Đi bằng phương tiện gì. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói tiếp là mình đi cùng với ai hay mình trở về cùng với ai. Đó nhá, sẽ là 3 ý mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay chủ yếu. Và một cái đầu tiên là nói về cái như kiểu cái chủ đề của chúng ta là hôm nay là sinh nhật của cô đấy, nói về ngày tháng năm nhá. Ok chưa? Hay. Nào thôi cười một cái nào để vào bài học ngày hôm nay ạ. Toàn các cô gái xinh đẹp đúng không? Mọi người thấy học sinh của mình xinh đẹp không? Hay. Rồi. À, đầu tiên sẽ là về cách nói ngày tháng năm. Tuy nhiên trong tiếng Nhật thì người ta sẽ nói theo thứ tự là năm tháng ngày, đúng không? Mình nói là hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2019 nhưng mà người Nhật sẽ nói là hôm nay là năm trước xong đến tháng hơn ngày sau. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ học theo thứ tự là đếm năm trước nhá. Thứ nhất là về cách đếm năm thì các bạn sẽ nhìn cho cô nhá. Chúng ta sẽ dùng đơn giản thôi, đó là số đếm bình thường cộng với nên. Nên là năm nhá, nên là cái nhà là năm. Ví dụ như chúng ta có ví dụ bây giờ là năm bao nhiêu nhỉ? 2019. Ừ, 2019. Thế thì 2019 các bạn đọc như thế nào nhỉ? Giờ một bạn nhá, Thúy đọc cho cô nào. Nisen jukyu. Và bây giờ năm 2019 thêm chữ gì đây nhỉ? Nên. Nên vào đây nữa là xong đúng không? Được chưa? Dễ không? Chúng ta lấy ví dụ tiếp theo nhá. Ví dụ như là các bạn thường sinh năm bao nhiêu nhỉ? Ví dụ Nhung nào, Nhung là 1998 ạ. Sao không? 1998 thì em sẽ nói như nào thứ Nhật nhỉ? Sen. Đúng rồi, sen. Kyu haku. Không phải kyu haku. Juju. Kyu haku. Đúng rồi, kyu haku. Kyu ju. Đúng rồi, kyu ju. Kyu ju hachi. Số. Nên. Ừ, thêm chữ nên vào đúng không? Hai. Sen kyu haku kyu ju hachi nen. Đấy nhỉ? Sen kyu haku kyu ju hachi nen. Rồi, thế thì còn Trang. Cô ấy không nhớ tên. Cái điểm yếu của Thanh là thứ nhất là hãy biết sách chính tả và thứ hai là không là nhớ tên học sinh. Đấy. Rồi Trang là Trang thử là Trang sinh năm bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Em sinh năm 1996 ạ. 1996 thế nói như nào đấy? À, sen kêu hét cự
kêu you look nên. Đúng rồi, sen kêu hay cứ kêu you. Em nói chữ you rõ ra. Kêu you. You. Ừ. You. You. Phải luyện phát âm nhiều nhá. Nói chữ you bị níu hết cả vào trong mồm rồi. Sen kêu hay cứ kêu you look nên. Nhỉ? Look nên. Dễ không? Hay. Tiếng Việt mình cũng thế đúng không? Hay. Năm thì bây giờ thành nên và nhét vào cuối là xong rồi. Nên. Đó là về cách nói năm nhá. Hay, và những bạn, mọi người mà đang xem clip này thì các bạn cũng sẽ tự thử tập nói xem là mình sinh năm bao nhiêu nhá. Hay, như vậy là cách đếm năm. Thế còn bây giờ mà mình hỏi là năm bao nhiêu thì mình sẽ có cách nói như sau. Đó là danh từ gì đó cộng với what, what đứng sau chủ ngữ đúng không nào? Cộng với nan nên desu ka. Cái từ nên là năm, còn nan là mấy, bao nhiêu đúng không ạ? Nan nen desu ka. Thế thì các bạn sẽ lấy cho cô giáo một ví dụ nhá. Ví dụ như là năm nay là gì nhỉ? Kotoshi. Kotoshi, đúng rồi. Bây giờ cô sẽ hỏi là năm nay là năm bao nhiêu thì các bạn sẽ nói như nào? Năm nay sẽ thay vào chữ danh từ này, đúng không? Sẽ là gì nhỉ? Kotoshi wa so nan nen desu ka. Được chưa nhỉ? Đúng không? Nhắc lại một lần nhá. Hay. Se no. Kotoshi wa nan nen desu ka. Hay, kotoshi wa nan nen desu ka? E chang nào? Kotoshi wa nan nen desu ka? Hay, và em trả lời cô nào? Năm bao nhiêu nhỉ? Kotoshi wa Nisenyukyu nen desu. Ok, giỏi quá. Lớp này học giỏi đấy nhỉ. Đúng chưa? Thế thì năm ngoái chúng ta có từ gì nhỉ? Năm ngoái là gì? Kyonen. Đúng rồi, kyonen. Thì bây giờ cô sẽ hỏi là năm ngoái là năm bao nhiêu sẽ như nào nhỉ? Nhung nào? Kyonen wa nanen desu ka? Hay, thế còn em sẽ trả lời cho cô nào, Thúy nào? Kyonen ba? Kyonen wa nisen trong trường hợp mà các bạn hỏi câu hỏi ví dụ như là Trang hỏi là 去年は何年ですか? Thì khi mà mình trả lời mình có thể lược bỏ cái chủ ngữ định được nhá. Mình sẽ trả lời luôn là 2018年です. Cũng được. Được chưa nào? Ok, đó là về cách đếm năm. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua đếm tháng. Tháng là gì nhỉ? Tháng là cách đếm như sau, là số đếm cộng với gatsu. Gatsu sẽ là tháng nhá. Chữ Hán của nó sẽ như này này. Bắt đầu từ bài số 6 các bạn sẽ học những cái bài chữ Hán của cô phụ trách á. Thế nên là lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu biết hơn về những cái cách đếm tháng như này nhá. Thế thì về đếm tháng cơ bản là sẽ là gì nhỉ? Chúng ta có 12 tháng là sẽ từ 1 đến 12 cộng với gatsu. Tuy nhiên sẽ có một vài những trường hợp biến âm. Ví dụ như là tháng 4 chúng ta bình thường tháng 4 số 4 đọc là yon desu ne. Nhưng mà trong trường hợp này tháng 4 sẽ đọc là shigatsu. Shigatsu. À không phải tháng 4 mà tháng 4 đúng không? Tiếng Việt mình cũng nói tháng 4 chứ ít khi nói tháng 4 nhỉ. Tiếp theo chúng ta có trường hợp đặc biệt, ví dụ như là tháng mấy nhỉ? Tháng 7. Tháng 7 bình thường các bạn đọc số là gì nhỉ? Nana, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng là shichigatsu. Shichigatsu. Và một trường hợp nữa các bạn nhìn thấy không? Đó là trường hợp gì đấy? Của tháng mấy? Tháng 9. Tháng 9, đúng rồi. Tháng 9 bình thường là kyu đúng không? Nhưng chúng ta sẽ không đọc là kyu mà đọc là kugatsu. Kugatsu. Hay, về tháng 1 nhá. Tháng 1 nào? Ichigatsu. Tháng 2? Nigatsu. Đừng đọc vào chữ nặng quá nhé, chữ đầu lưỡi thôi, đúng không nào? Nigatsu. Tháng 3 là gì nhỉ? Sangatsu. Ok, sangatsu, thấy chưa? Sửa luôn đấy. Tháng 4 là shigatsu nào? Shigatsu. Ok, tháng 5 là? Gogatsu. Tháng 6? Rokugatsu. Ok, tháng 7? Shichigatsu. Shichigatsu, đúng không nào? Shichigatsu. Chữ shi nói to, nói rõ ràng nào. Tháng 8 là? Hachigatsu. Ok, hachigatsu. Tháng 9 là? Kugatsu. Tháng 10? 10月. Tháng 11? 11月. Và tháng 12? 12月. Ok, 12月. Thế đố mọi người biết khi mà hỏi tháng mấy sẽ nói như nào? Vừa nãy là năm mấy sẽ là mấy năm, năm bao nhiêu là nan, nên bây giờ tháng mấy sẽ là? 난月. Ok, 난月. Chuẩn luôn rồi. Đó là danh từ và 난月ですか? Đúng nào? Ok, các bạn thử lấy một ví dụ cho cô nhé. Chúng ta có trong từ vựng tháng sau là gì nhỉ? Tháng sau là gì? Tháng sau ạ. Raigetsu. Ok, raigetsu. Bây giờ hỏi tháng sau là tháng mấy sẽ nói như nào? Raigetsu wa nangatsu desu ka? Thấy đặc biệt không? Tháng sau thì là raigetsu mà bây giờ tháng mấy là nangatsu. Cái này phải nhớ nhá. Được chưa nào? Hai, raigetsu wa nangatsu desu ka? Chang nào? Raigetsu wa 4月 です. 4月 です ね. 4月 です ね. はい. じゃ あ, 今は何月 ですか? 今は 3月 です。 3月 です ね. 先月は何月 ですか? 4月 2月 です。 2月 です。 được chưa? 对. 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 对.
Ngày thì cũng như vậy, cũng là số đếm cộng với Nichi. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp mà đếm ngày, chúng ta một tháng có 31 ngày đúng không? Thì có đến 10 cái mùng sẽ là trường hợp đặc biệt. Và tiếp theo là chúng ta có 14, ngày 19, ngày 20, ngày 24, ngày 29 cũng là trường hợp đặc biệt. Còn lại, trừ những trường hợp đặc biệt này, chúng ta sẽ dùng cách dùng là số đếm cộng với Nichi. Khi mà dùng, khi mà để viết ấy, thì các bạn vẫn sẽ viết bình thường. Ví dụ như là mùng 3 các bạn sẽ ghi như này đúng không? Chúng ta sẽ ghi bằng gì nhỉ? Chữ Hán. Đấy, chữ Hán như này. Nhưng mà khi mà trong trường hợp này chúng ta sẽ không đọc là San Nichi, mà chúng ta sẽ đọc là như này. Là gì nhỉ? Mùng 3 là Mình cả đúng không? Đấy. Thế thì nhớ nhá, trừ những trường hợp đặc biệt như này thì chúng ta sẽ đọc là số đếm bình thường của Nichi. Thế bây giờ mình sẽ mình sẽ tập luôn từ mùng 1 đến mùng 31 đi. Được chưa nào? 31. Mùng 31 đúng không? Ví dụ từ mùng 1 mùng 10 mình học xong từ vựng rồi đúng không? Từ vựng sẽ là mùng 1 là gì nhỉ? Chuitachi. Ok, Chuitachi đúng không? Có nhớ được hết chưa? Có nhiều bạn học sinh của cô á, ngày xưa các bạn học là cô không thể nào mới nhớ được từ mùng 1 tới mùng 10. Thế bây giờ phải làm như thế nào? Thế bây giờ mình sẽ học như kiểu như này. Chuitachi ở mùng 1, thế bây giờ mình nghe giống như là chửi tao đi đúng không? Như kiểu là ngày xưa mùng 1 mà về nhà mà phải xin tiền mẹ mùng 1 hay đi vay tiền mẹ mùng 1 là thế nào? Mày chửi tao đi cho nhanh. Đấy, thế là Chuitachi. Ok, mùng 2 là gì nhỉ? Futsuka. Ok, mùng 2 Futsuka. Mùng 3 là gì? Mika. Mika. Đọc là gì? Mika. Mika. Đừng gọi là Mika nhá. Mika. Mika. Ok, Mika. Mùng 4 là gì nhỉ? Yoka. Hay, Yoka. Yoka. Đọc to lên nào. Mới sáng ra phải khỏe khoắn lên. Hay. Mùng 5 là gì nhỉ? Ichika. Ok, Ichika. Mùng 6 là? Muika. Ok, Muika. Mùng 6 là mùi cá đấy. Hay. Mùng 7 là gì nhỉ? Nanoka. Công nghệ nano đúng không? Mùng 8 là gì? Yoka. Mùng 9 là? Kokonoka. Và mùng 10 là? Toka. Mùng 10 được cả một Toka đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy là gì nhỉ? Mùng 3 với cả mùng 6 hơi giống nhau đúng không? Đấy, mùng 3 là Mika, mùng 6 là Mika. Thế còn mùng 4 với cả mùng 8 thì cũng hơi giống nhau một tẹo là Yoka và Yoka. Rồi, thế thì đến ngày 11 sẽ đến là số đếm bình thường của Nichi nè các bạn. Ngày 11 sẽ là gì nhỉ? Chuichi. Rồi, hay, và các bạn đang xem clip này các bạn cũng sẽ tập lặp cho mình nhá. 11 sẽ là Chuichi. Ngày 12 là gì nhỉ? Chuinichi. Ok, ngày 13 là gì nhỉ? Chuisannichi. So, ngày 14? Chuyoka. Đấy, lừa một chút là không để ý rồi. Là gì nhỉ? Chuyoka. Ok, ngày 14 các bạn thấy là ghép từ Jiu là số 10 đúng không? Và số 4 đây, số 4 lại ghép của ngày này. Đấy, Chuyoka. Chuyoka. Ngày 15 là gì nhỉ? Jiugonichi. So, 15 là Jiugonichi. 16 là? Jiurokunichi. Ngày 17 thế là gì nhỉ? Jiu Shichinichi. Các bạn nhớ trường hợp này ngày 17 nhá. Không đọc là Jiu Nana bình thường mà các bạn sẽ đọc luôn là Jiu Shichinichi cho cô nhá. Jiu Shichinichi. 18 là gì nhỉ? Jiu Hachinichi. 19 là? Jiu Kunichi. Ok, 20 là gì nhỉ? Hatsuka. Hatsuka. Bảo sao học sinh giỏi thế, bảo sao nhìn trên bảng đọc đúng không? 21 nào, nhanh lên nào. 2 Nijuichinichi. 22 Nijuinichi. So, 22 là Nijuinichi. 23 là gì nhỉ? Nijusanichi. 24 Nijuyoka. Ok, Nijuyoka. Đừng đọc vào dọc nhá. 25 là Nijugonichi. So, Nijugonichi. 26 là Nijurokunichi. 27 là Nijushichinichi. 27 28 là gì nhỉ? Nijuhachinichi. 29 là Nijukunichi. Và 30 là gì nhỉ? Sanjunichi. 31 31 mệt không? Hay. Thế còn là ngày bao nhiêu đúng không? Chúng ta sẽ có cái ngày bao nhiêu là nichi desu ka? Hay, kyo wa nanichi desu ka? Nghĩa là gì nhỉ? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu chúng ta ngày bao nhiêu đây? Ngày 13 chẳng hạn, đấy là gì nhỉ? Kyo wa? Jiusannichi desu. Hay, kyo wa jiusannichi desu. Nói to lên nào. Kyo wa 13日です. Ok, rồi, ngày mai là gì?
Asta. Asta. Ok, chúng ta phải ôn từ vựng liên tục nhá. Asta wa nanichi desu ka, minasan? Asta wa jūyōka desu. Jūyōka desu. Ok, asta wa jūyōka desu. Được chưa? Hay. Rồi. Mấy năm, năm bao nhiêu là gì nhỉ? Nan. Ok. À, tháng bao nhiêu là gì nhỉ? Nangatsu. Và ngày bao nhiêu là gì nhỉ? Nanichi. Rồi, theo đúng thứ tự đấy nhá. Thì chúng ta sẽ có cách nói là nói liền một mạch là nói ngày tháng năm sẽ là gì nhỉ? Chúng ta sẽ xuất phát từ năm xong đến tháng xong đến ngày. Thường người ta sẽ chỉ nói tháng ngày thì đúng không? Thì chúng ta sẽ dừng lại ở từ cái mức là gì nhỉ? Đây là gatsu này. Được chưa? Đây là nichi đúng không? Ok, còn chúng ta có thể thêm năm vào đằng trước này. Gì nào? Ví dụ như là hôm nay chúng ta sẽ có là imasu ne, hay là ngày hôm nay đúng không? Kyō wa 2019 nen. Là gì nhỉ? 2019 nen. Sangatsu 13 nichi desu. Các bạn nghe câu nói câu đấy không? Kyō wa 2019 nen sangatsu 13 nichi desu. Nghĩa gì nhỉ?2019年3月13日です。ヒジョンさん、今日は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 2
Thế thì ok. Hay thế bây giờ cô sẽ hỏi ôn lại một chút nhá. Chúng ta biết từ otanjobi là gì chưa? Là sinh nhật. Đúng rồi, ngày sinh nhật đúng nào. Thế bây giờ cô sẽ hỏi là otanjobi wa nan gatsu nan michi desu ka? Đúng không? Hay. Nghĩa là gì nhỉ? Sinh nhật của bạn là ngày tháng nào đúng không? Là bao nhiêu? Hay là chúng ta có thể nói cách là otanjobi wa itsu desu ka? Đúng nào? Có cái hai cách nói nhá. Một là mình vừa hỏi ngày cụ thể, ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, hoặc chúng ta dùng từ itsu là khi nào, đúng không? Otanjobi wa itsu desu ka? Hay là otanjobi wa nan gatsu nan michi desu ka? Hay, thì bây giờ cô sẽ hỏi từng bạn nhá. Ví dụ như là Nhung nào? Nhung san, otanjobi wa itsu desu ka? Otanjobi wa ichigatsu toka desu. Ichigatsu toka desu. Nghĩa là gì đấy? Ngày 10 tháng 1 đúng không? Thế bây giờ Thúy quay sang hỏi Trang là ngày sinh nhật cậu là bao nhiêu nào? Trang sang otanjobi wa ichi desu ka? Ichi desu ka? 11 gatsu 8 desu. 11 gatsu 8 desu. Là ngày bao nhiêu đấy Hà Nhung? Tháng 11 ạ. Ngày mùng 4 tháng 11. Nhung 11 gatsu 8 desu. Mùng 8 tháng 11 ạ. Nhưng mà vừa nãy lại bị nói là tháng 11 mùng 8 đúng không? Nên là chúng ta phải tập cái thói quen là gì nhỉ? Nghĩ lộn ngược lại nhá. Đúng không? Tiếng Nhật là như vậy mà. Rồi còn lại những cái này là nan gatsu, nan nichi, nan nen thì cái này chúng ta vừa gặp rồi. Nhá, bây giờ dễ rồi. Ok, sau khi mà học qua một chút như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một chút nhá. Mình sẽ cùng nhau nhìn lên trên bảng để cùng nhau đọc những các mẫu câu này này. Cô sẽ đọc câu số 1, sau các bạn sẽ đọc từng câu sau nhá. 今日は8月17日です. Các lớp cùng đọc nè. Hai, se no. 今日は8月17日です. Ok, 今日は8月17日です. Câu số 2, Thúy nào. 明日は 9月1日です. Rồi, 1日 です hả? 明日は9月1日です. 1日 です. Chỗ này cố ý để cái này để các bạn thử xem là thử lòng các bạn như thế nào này. Không biết là mọi người đang học ở trước máy quay các bạn có bị thế không nhỉ? Các bạn nhớ nhá, mùng 1 ghi như này nhưng mà các bạn đừng mơ đọc là đây, bỏ này ra đi, được chưa nào? Sau này khi mà vào các văn bản Nhật thì nó không phiên âm cho mình như này đâu, nên chúng ta phải đọc được luôn, đỡ bị nhầm là Ashita wa gì nhỉ? 9月 1日 desu. Ne, 1日 desu. Câu số 3 nào, Trang nào? Asate wa 2月 20日 desu. Ok, 20日 desu. Câu số 4, Nhung nào? Watashi no tansobi wa 6月4日 desu. Ok, 4日 desu ne. Nào, các bạn cùng nhau đọc lại cô nhá. Tanjobi, các bạn kéo dài chưa? 私の誕生日は 6月
6月4日です。 À, trong những cái học khi mà học nửa năm này các bạn mọi người cố gắng rồi nhở, rèn luyện cái phát âm của mình nữa nhá, để cho phát âm nó hay một chút nhá, cả các bạn đang học online cũng như vậy được chưa nào. Tiếp theo này, câu số 5 này, ví dụ như là thúy sàng này, thúy sàng nô hay thúy sàng nào, thúy sàng nô tan cho vì quá đi chịu đi ska, nghĩa là gì nhỉ? Sinh nhật của thúy là khi nào? Đúng rồi, hãy mời cùng nhau đọc luôn nhá. Thúy sàng nô tan dô bì quấy gì đấy cả. Câu tiếp theo này, câu số 6 nào, Trang nào. Thúy sàng này, tiếp rồi. Thúy sàng nô tan dô bì quá. Nan ghe gắt sự nan ni chi đấy cả. Ok, các bạn thấy có hai cái hỏi chưa? Hỏi về ngày sinh nhật đúng không? Một là ít sự hay là nan gắt sự nan ni chi nhé. Tan dô bì, không phải tan dô bì nhá. Được chưa? Tan dô bì quá, nan gắt sự nan ni chi đấy cả. Ok chưa nào? Tan dô bì. Câu số 7 nào, Nhung nào? Kon ge chữ wa nan ga chữ desu ka? Ok, nghĩa là gì nhỉ? Tháng này là tháng bao nhiêu? Tháng này là tháng mấy đúng không? Câu số 8 nào, Thúy nào? Rai ge chữ wa nan ga chữ desu ka? Ok, rai ge chữ wa nan ga chữ desu ka? Các em đọc từ chữ nhỏ, nhẹ thôi nhá. Nhẹ thôi. Tiếp theo, câu tiếp theo nào. Kyo wa nan nichi desu ka? Nghĩa là gì nhỉ? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Cả lớp cùng nhau đọc nào. Kyo wa nan nichi desu ka? 今日は何日ですか? Tiếp theo nhá. 今年は2016年です. 今年は2016年です. Nào, cả lớp cùng nhau đọc lại nào. Hai, se no. 今年は2016年です. Câu số 11 này. 来年は何年ですか? 来年は何年ですか? Ok, như vậy là chúng ta đã học xong về ngày tháng năm cả ôn tập rồi. Mọi người nhớ về luyện thật là nhiều để chúng ta có thể nói thành thục luôn được những cái ngày tháng năm như này nhá. Hay, và bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung chính hơn của bài ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ học về cái cách nói là đi, đến và trở về. Đúng không? Đi, đến và trở về. Thế thì trong tiếng Nhật khi mà nói muốn nói là đi đến đâu, đi đâu, đến đâu hay là trở về đâu, chúng ta sẽ dùng cách nói là cái địa điểm mà chúng ta nói là đâu đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ đứng ở trước đây và chúng ta sẽ cộng với trợ từ. Trợ từ này đọc là gì nhỉ? Ế. Ế, ôi giỏi thế á. Đây chữ he đúng không? He, nhưng mà chúng ta sẽ đọc là Ế. Hoặc là chúng ta dùng cả một trợ từ khác là ni. Đúng nhỉ? Một trong hai trợ từ này đều được. Đúng nhỉ? Ế hoặc ni cộng với động từ của chúng ta là đi là gì nhỉ? Ikimasu cộng với hay là gì nhỉ? Tiếp theo là kimasu và kaerimasu. Đây các bạn nhìn thấy đây, được chưa? Đây này, đi đến đâu? Ví dụ như các bạn sẽ là, ví dụ đi đến trường học, đi đến trường học sẽ là gì nhỉ? Gakkoe ikimasu. Hay là supa ni ikimasu là gì nhỉ? Đi đến siêu thị. Đúng rồi. Hay là mình đến, ví dụ đến công ty sẽ là kaisha. Kaisha ni hay kaisha e ikimasu. Và trở về nhà sẽ là gì nhỉ? Uchi hoặc là ie. Các bạn học từ ie chưa? Trong bảng chữ cái học rồi đúng không? Không nhớ đúng không? Ie kae kaerimasu, trở về đúng không? Và khi mà hỏi là đến đâu đó, khi mà mình nói là đến đâu, bây giờ chúng ta dùng cái từ để hỏi là gì nhỉ? Doko là đâu đúng không? Doko là ở đâu. Bây giờ là đi đâu vậy sẽ làm gì nhỉ? Doko e ikimasu ka? Đúng nào? Hay là thể quá khứ của nó sẽ là doko e ikimashita ka? Tương tự như thế, cái phần này chúng ta thay bằng ba cái động từ này để được nhá. Trước khi vào cái luyện tập của cái này thì cô sẽ mọi người ghi không? Okay, chắc không cần đúng không? Trong giáo trình chúng ta có hết rồi nhỉ? Thế thì cô sẽ phân biệt một chút cho các bạn về hai cái động từ là ikimasu và kimasu. Trang ơi, trong sách giáo khoa người ta ghi ikimasu và kimasu là gì nhỉ? Ikimasu là đi ạ. Còn kimasu là đến ạ. Thế các em có hiểu đi và đến như nào? Tiếng Việt mình thì hay nói là mày đi đến đâu vậy đúng không? Bây giờ ghép cả hai từ đấy thì mình phải phân biệt như nào? Có bạn nào hiểu qua cái này không? Ví dụ đây là nhà nhé. Cô sẽ có từ nhà. Và bây giờ cô sẽ có một cái địa điểm khác là công ty đi, được chưa? Ok chưa? Thế thì bây giờ nếu như mà cô đang đứng ở đây, đang đứng ở nhà, và bây giờ cô bảo là từ giờ trở đi, bây giờ tôi sẽ đi đến công ty, thì lúc đó cô sẽ dùng cái gì nhỉ? Dùng động từ gì? Ikimasu nè. Được chưa? Bây giờ cô sẽ nói là đến công ty các bạn sẽ dùng, nếu mà cô đứng ở đây đúng không? Cô đứng ở đây, cô nói cô đến công ty sẽ nói như nào nhỉ? Kaisha ikimasu đúng không? Thế bây giờ cô đến công ty rồi và cô đang đứng ở đây rồi. Đó. Thì cô sẽ nói là tôi đến công ty rồi thì sẽ dùng từ gì nhỉ?
Kimasu. Tôi đến công ty rồi sẽ là gì? Kimasu. Kimasu đúng không? Nhưng mà đến rồi cơ. Rồi là gì? Kimashita. Đúng rồi, kimashita. Mọi người hiểu chưa? Kimashita. Thế như vậy là tức là khi mà mình đứng ở điểm xuất phát đúng không? Thì mình sẽ dùng từ Ikimasu. Còn khi mà mình đến nơi cái điểm xuất phát, à điểm đến rồi mình sẽ dùng từ Kimashita. Kimashita nhá. Tức là gì nhỉ? Tôi đến rồi mà. Đến rồi tức là tôi phải đến rồi là giả thể quá khứ đúng không? Tiếp theo trong một trường hợp nữa là bây giờ cô đang đứng ở công ty. Đó, cô đang đứng ở công ty nhá. Và cô gặp một cái người bạn nữa. Ví dụ như là Thúy bây giờ đứng lên trên này đứng với cô đúng không? Cô sẽ hỏi là Ashita. Ashita là gì? Ngày mai. Kimasu ka? Bạn có đến ngày mai không? Có đến không đúng không? Thì trong trường hợp này nếu như mà cả bạn A và bạn B mà cùng đứng ở công ty mà hỏi là ngày mai mày có đến tức là đến công ty không á, thì trong trường hợp là chúng ta sẽ dùng cách nói, dùng động từ là Kimasu đúng không? Đúng chưa mọi người hiểu chưa? Đấy, ngày mai mày có đến không đúng không? Hay ashita kimasu, tức là ngày mai tôi đến. Đấy, trong trường hợp nếu như cái cuộc hội thoại đấy mà lại đang diễn ra ở nhà, bạn A và bạn B lại cùng đứng ở nhà mà lại hỏi là ngày mai mày có đến công ty không, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng động từ gì? Ikimasu đúng không? Hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Ikimasu nhé. Lúc này sẽ là ikimasu. Đó. Chưa? Ok. Hiểu rồi đúng không? Hay. Thế thì ví dụ một trường hợp nữa nhá. Bây giờ chúng ta có đang ở Việt Nam. Cô Thanh ở Việt Nam, mọi người ở Việt Nam. Và bây giờ chúng ta nói một đất nước là Nhật Bản. Ngày xưa cô Thanh đi Nhật Bản rồi. Thế xong rồi bây giờ cô kể mọi người là Nihon ni hay Nihon nghe ikimashita. Thì bạn sẽ hiểu là gì? Bây giờ cô đang đứng ở Việt Nam. Tôi đã đi Nhật Bản. Nghe Watashi wa kyo nen Nihon ni ikimashita. Thì trong trường này các bạn sẽ hiểu là gì? Năm ngoái. Tôi đã đi Nhật Bản. Thế trong trường hợp đó tức là gì nhỉ? Khi mà cô Thanh nói cái từ mà ikimashita này thì quá khứ của nó đúng không? Thì tức là gì nhỉ? Cô đã đi Nhật Bản và gì? Đã trở về. Đúng rồi, và đã trở về rồi. Đấy, hiểu chưa? Thế còn nếu như mà lúc đó cô Thanh mà lại nói là kyo nen Nihon ni kimashita, thì tức là cô đang đứng ở đâu? Ở Nhật Bản. Đang đứng ở Nhật Bản. Hiểu chưa? Ok. Phân biệt được chưa? Đó, kimashita. Đấy, đây là toàn bộ những cái gì mà liên quan đến ikimasu và kimasu. Tóm lại chúng ta sẽ thấy rằng là gì nhỉ? Khi mà mình nói câu này, chủ yếu là quan trọng là mình đang đứng ở nơi xuất phát hay là đứng ở điểm đến thôi đúng không? Được chưa? Nếu mà đứng ở nơi xuất phát bao giờ cũng dùng là ikimasu đúng không? Còn khi mà đứng ở điểm đến thì sẽ là kimasu đúng không? Và đã đến rồi thì chúng ta sẽ dùng là kimashita. Ok chưa? Hay. Hay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện một chút, cai hoa một chút, sau đó sẽ vào phần ôn tập lại nhá. Cô sẽ hỏi Thúy này. Thúy san, ashita doko e ikimasu ka? Ashita toshokan e ikimasu. Toshokan là gì nhỉ mọi người nhỉ? Thư viện. Thư viện đúng không? Ngày mai bạn Thúy sẽ đi thư viện. Ja, chang san wa ashita doko e ikimasu ka? Ginko e ikimasu. Ginko e ikimasu nghĩa là gì nhỉ? Đi đến ngân hàng. Đi ngân hàng đúng không? Thế còn Nhung san, ashita doko e ikimasu ka? Debato e ikimasu. Ok, debato e ikimasu ne. Tiếp theo chúng ta sẽ có một ví dụ tiếp, đó là bây giờ chúng ta đang ở Zumori ne. Được chưa? Zumori thì cô sẽ hỏi mọi người nhá. Minasan, ashita Zumori e ikimasu ka? Hai. Ikimasu. To, được chưa nhỉ? Ashita Zumori e ikimasu ka? Hai, ikimasu. Tức là chúng ta vẫn đang đứng ở Zumori thì chúng ta sẽ hỏi như vậy đúng không nào? Đó là về cách dùng của ikimasu, kimasu và kaerimasu ne. Hay còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một chút nhá. Thông qua những cái ví dụ trên bảng cùng nhau đọc nào. Thúy nào, đọc cho cô nào. Ashita super e ikimasu. Nghĩa là gì nhỉ? Ngày mai tôi đi siêu thị. Hay các bạn trước máy quay cũng đọc tập đọc cho cô Thanh nhá. Câu số 2 nào. Nhân Trang nào. Nihon e ikimasu. Nghĩa là tôi sẽ đi Nhật ạ. Tôi sẽ đi Nhật. Các bạn phòng học này rất là giỏi, cái các bạn biết thêm cả gì nhỉ? Chủ ngữ vào đây đúng không? Tiếng Nhật thì thường hay bị gì đây? Hay bị lược bỏ chủ ngữ đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể tập cái thói quen giống như người Nhật là Nihon e ikimasu, chúng ta bỏ chủ ngữ đi. Nhưng mà dưới trong tiếng Việt vẫn phải thêm tôi vào đúng không? Câu số 3, Nhung nào. Tokyo. Tokyo ni ikimasu. Tokyo ni ikimasu là tôi sẽ đi Tokyo. Ok, nào tiếp theo. Nihongo no mori e ikimashita. Nghĩa gì đấy? Sẽ đến Zumori. Nào. Đã đến Zumori. Tôi đúng không? Tôi đã đến. Không phải Zumori mà Nihongo no mori đúng không?
Tức là lúc này chúng ta đang ở đâu? Trung tâm. Tức là chúng ta đang ở trung tâm Nihongo no Mori đúng không nào? Thì chúng ta mới nói là kimashita đúng không? Tiếp theo câu số 5 này, câu số 5 là gì nhỉ? Trang nào? Hà Nội ni kimashita. Ừ, nghĩa là tôi đã đến Hà Nội ạ. Ừ, tôi đã đến Hà Nội, tức là tôi đang ở đâu ấy? Đang ở Hà Nội ạ. Đúng rồi, hai. Tiếp theo chúng ta câu số 6. À, Nhung nào? Michiyobi gozen gozen juji ni shizuka e kaerimasu. đúng rồi kaerimashita, nhưng mà đọc cứ dần đấy nào, đọc hay một chút nào. Michiyobi gozen juji ni jikka e kaerimashita đấy, cố gắng đọc ngược một câu ra nhớ nhá, về nhà mình phải ôn, tức là mình phải luyện đọc thật nhiều vào nhá. Thế theo câu số 7 nào. Bác sensei wa hachigatsu ni kankoku e kaerimasu. Ok, bác sensei wa hachigatsu ni kankoku e kaerimasu. Nghĩa gì nhỉ? Thầy bác về sẽ về Hàn Quốc vào tháng 8. Đúng rồi, tháng 8 đúng không? Tiếp theo Trang nào. Yuha sensei wa 8月15日 ni Nihon e kaerimashita. Ok. À, 15日 đúng không? Hay cô Yuha? Cô Yuha đã trở về Nhật. Đúng rồi. Ngày 15 tháng 8 ạ. Đúng rồi, vào ngày 15 tháng 8 đúng không nào? Hay tiếp theo Nhung nào. Kaisa e ikimasu. Ừ, nghĩa là tôi đến công ty. Tôi sẽ đi làm đúng không? Đến công ty đúng không? Câu số 10 nào, Thúy nào. 6時 ni Nihongo no Mori e ikimashita. Ừ, lại lặp lại đúng không? Là gì đấy? 6 giờ tôi đã đến trung tâm Nihongo no Mori là cả một tên của công ty mà đúng không, thì về chúng ta sẽ nói là tên riêng rồi đúng không. Tôi đã đến Nihongo no Mori vào lúc 6 giờ đúng không, nói đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo Trang nào. Asta watashi wa jikka e kaerimasu. Ừ, ngày mai tôi sẽ về nhà. Về nhà, nhà là nhà gì? Quê. Ừ, đúng rồi, là quê đúng không? Người Nhật thì rất là hay dùng từ jika để nói về quê nhá. Nói về quê. Tiếp theo câu số 12 nào. Kino no ban hotel ni ikimashita. Ừ, là gì đây nhỉ? Tối qua tôi đã đi nhà nghỉ. Đi nhà nghỉ và đi khách sạn đúng không? Còn đi với cô nào thì chắc là tí nữa mình mới nói được đúng không? Tí nữa mình sẽ nói là đi cùng với ai mà. Tí nữa mình sẽ nhét thêm một câu này nhá. Hay ví dụ tiếp theo cô Thanh sẽ đọc và mọi người sẽ dịch nhá. Câu số 13 này. Asatte Ho Chi Minh Si ni Ho Chi Minh Si e ikimasu. Ngày? Ngày kia. Ngày hôm kia hay ngày kia? Ngày kia. Tôi sẽ đi Hồ Chí Minh. Đi thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Hồ Chí Minh Si. Câu số 14 này. Mọi người cùng nhau đọc này. Hai. Watashi wa sengetsu Nihon e ikimashita. Nghĩa là? Tháng trước. Đúng rồi, tôi đã đến Nhật đúng không? Tôi đang ở đâu? Đang ở Nhật Bản đúng không nào? Câu số 15 nào. Di sản wa hai. Di sản wa Halongwan e ikimasu. Halongwan biết là gì không? Nghe quen không? Hạ Long. Ừ đúng rồi, là Vịnh Hạ Long nhá. Các bạn sẽ học thêm những cái cách nói về địa điểm của Việt Nam là bạn Di gì nhỉ? Sẽ đi Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long đúng rồi. Hai. À, câu số tiếp theo nào. Hai câu hỏi đúng không? Đây dạng câu hỏi và câu trả lời. Cô sẽ hỏi Thúy thì Thúy sẽ trả lời nhá. Ashita doko e ikimasu ka? Ashita Kyoto e ikimasu. Nghĩa là gì nhỉ? Ngày mai em cậu đi đâu đúng không? Em đi đâu? Ngày mai Tokyo hay Tokyo? Kyoto. Ừ, Kyoto. Có ai đi Kyoto chưa? Chưa đúng không? Có thích đi Kyoto không? Thích đi Nhật đúng không? Sau này mình học đến Nhật phải đi Nhật nhá. Đi Nhật chơi đã đúng không? Tiếp theo bây giờ Trang hỏi cô trả lời nhá. Là gì nhỉ? Ototo doko e ikimashita ka? Hai. Hai dương e kaerimashita. Là gì nhỉ? Hôm kia thì cô đã đi đâu ạ? Đi đâu vậy? Cô trở về đâu nhỉ? Nghe nào. Hai dương. Hải Dương à? Ừ đúng rồi, đúng không nào? Hai, tiếp theo là Nhung nào. Raigetsu doko e ikimasu ka? Hai, raigetsu Nihon e kaerimasu. Tháng sau cô sẽ đi đâu vậy đúng không? Cô sẽ về đâu nhỉ? Về Nhật đúng không? Cô sẽ trở về Nhật. Đấy. Nào, Nhung nhớ phải sửa cô cái từ mà raigetsu zu nhá. Âm zu. Raigetsu. Ừ, raigetsu. Em nói đừng đọc là chữ với em nhá. Đọc zu nhẹ thôi. Chưa nào? Raigetsu. Ừ, raigetsu. Hai. Thế thì từ nãy giờ cô Thanh hỏi là em đi đâu đấy thì bắt buộc em phải trả lời là em đi đến đâu đó. Bên trong trường hợp là em chẳng đi đâu cả thì sẽ nói như thế nào nhá? Các bạn cùng nhau nhìn nhá. Đấy. Chúng ta sẽ cách nói là
không đi đâu cả sẽ là doko mo ikimasen, hoặc các bạn thực ra nó xuất phát từ doko e mo ikimasen, nhưng các bạn có thể nói ngắn gọn là doko mo ikimasen cũng được. Đúng rồi. Thế bây giờ câu hỏi mọi người nhá. Minasan, ashita doko ikimasu ka? Em sẽ không đi đâu cả thì nói như thế nào? Doko mo ikimasen. So, doko mo ikimasen. Thế bây giờ cô nói là kino, né? Kino là gì nhỉ? Hôm qua đúng không? Kino doko e ikimashita ka? Trang sẽ trả lời như thế nào? Doko mo ikimasen desu ta. Ok, đúng rồi. Các bạn thấy chưa? Hỏi thì nào thì trả lời thì đó nhá. Đúng không? Ashita thì sẽ là doko mo ikimasen, còn kino sẽ là doko mo ikimasen desu ta. Dễ không? Hay. Đây này. Này, nhìn chưa? Trên này giống hệt luôn này. Hay, ô lại một chút nhá. Ashita doko e ikimasu ka? Hay. どこへ行きますか?どこも行きません。どこも行きません。 Có nhanh không? Nói bị nhanh quá không? Các bạn tập nói nhanh một chút nhá. Hai. Kino どこへ行きましたか? Kino どこへ行きましたか? どこも行きませんでした。 どこも行きませんでした。 Được chưa? Rồi. Hai thì đến đây mọi người còn câu hỏi gì về cái phần đi đến đâu này không? Cô ơi, làm cách nào để phân biệt ế với ní ạ? À, vừa nãy ở trong cái phần đầu đúng không? Cô nói là gì nhỉ? Mình có thể dùng cả trợ từ ế, trợ từ ní đều được. Thì thực ra khi mà cô xác nhận lại với các thầy cô giáo người Nhật ấy, thì mọi người đều nói là gì nhỉ? Với cái ở mức độ sơ cấp mà chúng ta có thể hiểu là gì nhỉ? Cả dùng ế và ní đều như nhau, đều vẫn hiểu là như nhau. Nên các bạn dùng cách nào cũng được nhé. Có chăng mà mình phân biệt kỹ một chút thì mình sẽ hiểu là ế là gì nhỉ? Động từ mình chỉ hướng, từ bây giờ mình sẽ hướng đến công ty này, từ bây giờ mình sẽ hướng đến siêu thị này. Còn ní là sẽ gì nhỉ? Nhấn mạnh vào cái mục đích của cái việc đi đấy. Tuy nhiên thì các bạn dùng cái nào cũng được. Được chưa nào? Mình cứ dùng linh hoạt cái nào cũng được nhá. Ok chưa? Rồi, hài lòng chưa? Rồi. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ xong phần số 1 của bài ngày hôm nay. Tức là cách nói là mình đi đến đâu, bây giờ mình sẽ đi đến đâu bằng phương tiện gì nhá. Cách nói về phương tiện. Đây, phương tiện thì chúng ta sẽ không dùng trợ từ ế như vừa nãy, mà chúng ta dùng trợ từ gì đấy nhỉ? Đấy. Và đứng trước nó chúng ta sẽ ghi một cái phương tiện giao thông nào đó. Đúng nào? Và động từ thì nó vẫn đứng ở cuối câu nhá. Nhớ nhá, động từ bao giờ đứng ở cuối câu, đúng nào? Thế thì khi mà chúng ta có ví dụ là đi. Ví dụ là xe đạp là gì nhỉ? Jitensha. Đi bằng xe đạp sẽ là gì? Jitensha de ikimasu. Ikimasu ne. Hay tàu điện là gì nhỉ? Densha. So, densha. Bây giờ trở về bằng tàu điện sẽ là Densha de kaerimasu. Đúng rồi, kaerimasu ne. Bây giờ đã đến là gì nhỉ? Kimashita. Kimashita. Bây giờ đến Nhật đúng không? Đến Nhật bằng gì nhỉ? Máy bay đúng không? Nào, đến bằng máy bay sẽ là gì nhỉ? Hikoki de kimashita. Hiểu chưa? Dễ không? Thấy nhớ dễ không? Quá dễ đúng không? Thế thì với cái từ để hỏi này chúng ta sẽ dùng là nani de. Nani de. Nani de ikimasu ka? Đúng nào? Nani de ikimasu ka? Hay là nani de kaerimasu ka? Được chưa? Động từ di chuyển, ba động từ di chuyển mà chúng ta đã có học ở đây nhá. Và ngoài ra có một cách hỏi nữa là doyatte. Doyatte. Cái từ mà doyatte này sau này khi mà các bạn học lên các bạn sẽ thấy nó có cách sử dụng là đi như thế nào, ví dụ hỏi đường đi, cách đi như làm sao. Ngoài ra khi mà các bạn dùng là doyatte ikimasu ka, người ta cũng có hiểu là mình đi bằng phương tiện gì cũng được nhá. Chúng ta dùng cả hai cách. Được chưa nào? Dùng cả hai cách thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một chút nhá. Là gì nhỉ? Mainichi ですね。Mainichi nani de gakkō e ikimasu ka? Đúng nào. Câu là gì nhỉ? Mainichi nani de gakkō e ikimasu ka? Mỗi ngày bạn đến trường bằng phương tiện gì, đúng nào? Thế bây giờ câu hỏi Thúy nhá. Khi sao mainichi nani de gakkō e ikimasu ka? Mainichi basu de gakkō e ikimasu. Ok, giỏi quá, các bạn nghe thấy không? Đó là gì nhỉ? Chúng ta thêm trợ từ đến đây. Nhưng mà ví dụ đi đến đâu chúng ta vẫn là đứng ở ngay trước cái động từ này nhá. Hay. Thế thì mình câu hỏi Nhung nhá. Kino no ban là gì nhỉ? Tối hôm qua đúng không? Kino no ban doyatte uchi e kaerimashita ka? Kino no ban bike de uchi e kaerimashita. Ok, được chưa? Hay. Đó là về từ để hỏi rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút nhá. Nào, chỉ có thông qua các ví dụ này chúng ta mới có thể nhớ được lâu đúng không? Câu số 1 là gì nhỉ?
Baikure jikkae kaerimasu. Nghĩa gì đấy? Tôi đã đi xe máy. Tôi sẽ về quê. Về bằng xe máy. Xe máy. Cả lớp cùng nhau đọc lại nha. Hai. Baikure jikkae kaerimasu. Baikure jikkae kaerimasu. Ok, baikure jikkae kaerimasu ne. Câu số 2 nào. Hai. Hikoki de Nihon ikimashita. Hai. Hikoki de Nihon e ikimashita. Ok. Câu số 3 này. Fune de Harongwan e ikimasu. Fune de Harongwan e ikimasu. Ok, câu số 4 này. Aruite Nihongo no mori e kimashita. Aruite Nihongo no mori e kimashita. Ok, có câu nào khó không? Có bạn nào nhận ra cái gì nó hơi đặc biệt trong trường này không nhỉ? Nào, câu số 1 là mình đi về nhà bằng về quê bằng xe máy. Xe máy. Tiếp theo mình đi đến Nhật bằng máy bay. Máy bay. Tiếp theo này mình đi đến đâu? Hạ Long Quan bằng tàu đúng không? Bằng thuyền. Nhưng ở câu số 4 cái chữ đế đâu nhỉ? Không có đế đúng không? Mà chúng ta có từ gì đấy? Aruite. Aruite. Aruite trong từ vựng là gì đấy nhỉ? Đi bộ. Đi bộ. Đi bộ đúng không? Riêng cái trường hợp là đi bộ thì chúng ta sẽ dùng là aruite. Aruite Nihongo no mori e kimashita. Hiểu chưa? Hay nhá. Cái trường hợp này lưu ý với cô nhá. Riêng cái trường hợp là đi bộ như này. Chưa nào. Tiếp theo, câu số 5. Hai bạn cùng nhau đọc cho cô nào. Trang và Thúy nào? Thúy sang. Nani de super e ikimasu ka? Basu de ikimasu. Rồi, tiếp theo Nhung với cả cô nhá. Nani de Tokyo ikimashita ka? Zirosa de Tokyo e ikimashita. Tiếp theo Nhung với cả Trang nào? Nani de bijushikan e ikimashita ka? Ok. Aruite ikimashita. Hai, aruite ikimashita. Có câu nào khó không? Thử dịch cho câu số 1 là gì nhỉ? Cậu đi đến đâu nhỉ? Siêu thị ạ. Siêu thị bằng cái gì đúng không? Đi bằng gì đấy em? Xe buýt. Xe buýt đúng không? Câu số 6 này đi là bạn đã đi bằng gì đến? Tokyo. Tôi đến Tokyo bằng gì đấy? Xe đạp. Rồi nào, Zidosha là xe gì? Ô tô đúng không? Mấy cô này cứ nhầm hết cả xe máy với xe đạp, xe ô tô với này. Nào câu số 7 là gì? Bijutsukan là gì cả lớp? Bảo tàng mỹ thuật. Bảo tàng mỹ thuật. Đi đến bảo tàng mỹ thuật bằng gì? Bằng gì đúng không? Đi bằng gì cả? Đi bộ. Đi bằng bộ đúng không? Còn nói đi bằng bộ không? Đi bộ. Có một cái lưu ý như này. Trước khi bạn nhớ câu tiếp theo, cô lưu ý các bạn nhé. Chúng ta khi mà đọc học cùng nhau như này, chúng ta tách những cái nani đấy. Super ikimasu ka? Chúng ta tách như vậy để chúng ta học với cả nói cho nó dễ, lúc nào mình chưa quen mà. Tuy nhiên khi mà chúng ta về, các bạn về luyện tập cho cô, các bạn sẽ đọc nhanh cô một chút là đừng đứng ngắt ra như này nhá. Nani de ka super ikimasu ka? Các bạn nghe những cái trợ từ chúng ta nói rất là nhẹ đúng không? Rất là nhẹ nhá. Nè, super ikimasu ka? Super ikimasu ka? Đừng nói super ikimasu ka? Đúng không? Tức là mình học thì mình có thể nói như vậy, nhưng mà các bạn lúc nào phải tâm niệm trong đầu là mình phải đọc cho nó nhẹ nhàng thôi, đúng không nào? Hay là basu de ikimasu. Đúng không? Basu de ikimasu. Chứ không phải basu de ikimasu mà basu de ikimasu nhá. Thì cái này về nhà luyện tập thật nhiều nhá. Hay là đây, nani de Nihon e Tokyo e ikimashita ka? Né? Nani de Tokyo e ikimashita ka? Jidosha de Tokyo e ikimashita. Đúng không? Mình thấy cô đọc khác không? Khác đúng không? Tiếp theo nhá. Câu số 8 nào, câu số 8 tiếp tục nào. Nhung nào. Nhung với cả Thúy đi. Nani de debato e ikimasu ka? Hai. Taxi de ikimasu. Taxi de ikimasu ne. Nào Trang nào, nani de kankoku e kaerimasu ka? Fune de kaerimasu. Rồi, và câu số 10 nào, Thúy nào? Aruite hotel e ikimasu. Ok, nghĩa là gì nhỉ em nhỉ? Đi bộ đến khách sạn. Đúng rồi. Các bạn đang xem clip, các bạn có hiểu hết không nhỉ? Hiểu hết nghĩa không? Với câu này dễ rồi đúng không? Hay, tiếp theo chúng ta học xong về là mình đi đến đâu, mình đi bằng gì đúng không? Và bây giờ mình sẽ nói thêm là đi cùng với ai đúng không? Cùng với ai chúng ta sẽ có là danh từ chỉ người cộng với từ tô. Tô là cùng với nhá. Cộng với vemas là ba cái động từ mà chúng ta vừa có là mình đi cùng với ai này, mình đến cùng với ai và mình trở về cùng với ai. Thế thì đây, cái từ để hỏi của nó sẽ là gì nhỉ? Dare to ikimasu ka? Hay là dare to kaerimasu ka? Đây cô đang để chia ở thang dạng là gì nhỉ?
hiện tại và tương lai đúng không? Còn quá khứ thì chúng ta tự thay đổi những cái đuôi động từ nhá. Hay ví dụ như cô sẽ hỏi Thúy đúng không? Thúy ví dụ Thúy năm sau đi Nhật chẳng hạn. Đấy, năm sau Thúy đi Nhật đúng không? Đấy, thì ví dụ nhá, phải Thúy sang đây nên dare to Nihon e ikimasu ka? Tori de ikimasu. Rồi giỏi quá, ngay câu đầu tiên đã nói được ngay trường hợp gì nhỉ? Trường hợp đặc biệt của chúng ta đó là gì nhỉ? Bình thường đi cùng ai chúng ta sẽ là dare to ikimasu ne, ví dụ như là dai nen tomodachi to ikimasu ne. Đúng rồi, là mình đi cùng bạn bè. Thế còn đi một mình nữa là hitori. Đúng rồi, hitori de. Cộng với động từ đúng không? Giống trường hợp như kiểu vừa nãy là aruite đúng không nào? Mình đi bằng đi bộ đúng không? Thì bây giờ là hitori de ikimasu. Đúng nào? Thế thì các bạn sẽ nói thử một câu cho cô nhá. Nào Nhung thử nói cho cô là ngày mai tôi sẽ đi trung tâm thương mại cùng với bạn bè là gì nhỉ? Bạn bè trước nào? Tomodachi to. Ok. Depato e ikimasu. Được chưa? Là gì nhỉ? Ashita tomodachi to depato e ikimasu. Được chưa? Depato e. Hay ví dụ như là mỗi ngày tôi đến trường cùng với Thúy nào. Trang sẽ nói là mỗi ngày đến trường cùng với Thúy nào. Mainichi Thúy sang to. Ok. Gakko e ikimasu. Ikimasu ne. Hay Thúy thử nói cho cô nhá. Câu hôm qua là hôm qua tôi đã trở về nhà một mình sẽ là như thế nào nhỉ? Kino hitori de. Ok. Uchi e kaerimasu. Kaerimashita. Ok, Thúy điểm yếu hình như là các gì nhỉ? Các thì đúng không? Hay các vị kaerimasu với cả kaerimashita đúng không? Hiểu chưa? Hay. Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nhá. Nào, từng bạn sẽ đọc một nhá. Thúy đọc câu một cho cô nào. Kino no ban. Hai. Watashi wa kanojo to nemashita. Ồ, nghĩa gì đó? Tối hôm qua. Tối đã ngủ với bạn gái. Ừ. Tí phải thay bằng kareshi. Ok, câu này nó không phải là ôn cho chúng ta về động từ ikimasu đúng không? Mà nó mở rộng cho chúng ta mấy cái động từ mà bài trước chúng ta học rồi đúng không nhỉ? Học nemasu chưa? Ngủ đúng không? Bây giờ hatarakimasu là gì? Làm việc. Thế bây giờ cô dạy thêm mọi người một cái nhá. Đây là tôi ngủ cùng với bạn gái, mình ngủ cùng với bạn gái. À chưa học ở đâu nhỉ? Chưa học nữa. Xin lỗi mọi người. Hay, câu này chúng ta sẽ dịch là gì ấy nhỉ? Tối qua tôi đã ngủ cùng với bạn gái đúng không? Hai, câu số 2 nào, câu số 2 Trang nào. Watashi wa bác sensei to hatarakimasu. Ừ, nghĩa là tôi làm việc với thầy Park ạ. Ừ, hai, câu số 3 Nhung nào. Nhung này. Nhung-san to Hoshimichi e ikimasu. Tôi đi đâu? Tôi đi Hồ Chí Minh với bạn Nhung. Ừ, bạn Nhung, Nhung nào đấy. Hai, tiếp theo là Thúy nào. Thúy và Trang nhá. Dai to Nihon e ikimasu ka. Hai, Trang nào. Hạnh-san to Nihon e ikimasu. Ừ, nghĩa gì đây em? Bạn đến Nhật cùng với ai? Ừ. Tôi sẽ đến Nhật với Hạnh Sằng. Đúng rồi, tôi sẽ đến Nhật với Hạnh Sằng. Nửa nọ, nửa Việt, nửa Nhật đúng không? Tôi sẽ đến Nhật với cùng với bạn đúng không? Ừ. Tiếp theo, câu số 5 nào? Câu số 5 Nhung nói lại câu trả lời nào? Dare to suka e kaerimashita ka? Ừ, hitori de kaerimashita là gì nhỉ? Cậu về quê cùng với ai vậy? Cùng với ai vậy? Tôi đã về một mình đúng không? Tiếp theo Thúy nào? Cô sẽ hỏi Thúy trả lời nhá. Dare to Nihongo no mori e kimashita ka? Tomodachi to kimashita. Ừ. Cậu đi đến Nihongo no mori cùng với ai vậy đúng không? Đi đến với ai đây? Đi cùng bạn bè. Ừ, hai, câu số 7 Trang với cô nhá. Trang đọc trước nào. Dare to super e ikimasu ka? Ừ, haha to ikimasu. Nghĩa gì đây? Cô đã đi siêu thị với ai vậy? Đã hay là đi? Cô sẽ đi siêu thị với ai? Ừ, cô sẽ đi với mẹ đúng không? Hay câu số 8 nào. Dare to ginko e ikimashita ka? Chung Nhung nào? Ki-san ginko e ikimashita. Ki-san to. Ừ, ginko e ikimashita. Ok chưa nhỉ? Là Nhung sẽ đi đến ngân hàng với ai vậy? Em đi với ai đấy? Em đi với bạn Ki. Ki. Nghe tên con cún đấy. Bạn Ki, chắc là bạn Kỳ đúng không? Tiếp câu số 9 này. Dare to kuni e kaerimasu ka? Thúy nào? Hitori de kaerimasu. Ừ, em sẽ về nước với ai đấy? Em sẽ về một mình. Về một mình đúng không? Hai, câu số 10. Dare to hotel e ikimasu ka? Trang nào? Linh sang to ikimasu. Ừ, em sẽ đi
đi khách sạn với ai vậy? Em sẽ đi với bạn Linh ạ. Ồ, nhưng mà sau trong cái bài này toàn thấy đi khách sạn với ngủ với người yêu ấy nhỉ? Ai? À, tiếp theo câu số 11 nè, câu số 11 nè, Nhung đọc to lên nè. À, Chiyuni ga chiyuni san to hikoki de Nihon e Nihon ni ikimasu. Ừ, nghĩa là vào tháng 12 tôi sẽ đi sang Nhật với bằng máy bay với cùng với bạn Hạnh. Ừ, mọi người thấy không? Đây là câu cuối cùng trong cái phần này của chúng ta, thì các bạn thấy là nó gì nhỉ? Nó kết hợp luôn cả một cái tất cả những cái gì mà chúng ta học. Về bản chất thì gì nhỉ? Thì nó chỉ là một câu như này thôi, là mình đi đến đâu đó, Nhật, đúng không? Thì mình sẽ dùng trợ từ ni hoặc là trợ từ e. Đi bằng phương tiện gì là gì nhỉ? Trợ từ de. Và đi cùng với ai là to. Đi vào thời điểm nào chúng ta có ni thì và chỗ này là cách đếm đúng không? Cách đếm. Đây, tóm lại một bài ngày hôm nay chúng ta chỉ học một câu này thôi. Mọi thấy không? Học rất là dài nhưng mà tóm lại chốt lại chúng ta chỉ học có thế này thôi. Đây này, đây này, cách đếm ngày tháng này, rồi đi cùng với ai là trợ từ tố này, đi bằng phương tiện gì trợ từ đế, và đi đến đâu sẽ là ế. Các bạn thấy nhá, chữ tố và chữ đế các bạn có thể đổi lộn vị trí với nhau đều được, đúng không? Nhưng mà riêng cái chỗ mà là đi đến đâu á, thì bao giờ thấy nó là đi đến đâu thì nó sẽ đến đâu thì bao giờ nó phải cùng một cặp với động từ đấy, đúng không? Thế nên là cái động từ này nó sẽ đi kèm luôn với cái chỗ này ở ngay đây nhá. Được chưa? Hay. Dễ không? Dễ đấy ạ. Nói từ nãy giờ mà thấy có mỗi câu này là xong đúng không? Nhất là học mỗi câu này thôi nhỉ. Thế thì mấy cô hỏi lại một chút nhé. Đi cùng với ai là đa đế? Đa đế tốt. Đi bằng phương tiện gì là? Đế. Đế. Nani đế. Ok, đi đến đâu là? Đô cô ế. Iki. Ikimasu. Thêm chỗ này là i. Itzu. Itzu. Đấy chưa? Itzu. Đa đế tốt. Nani đế. Đô cô ế. Ikimasu. Mày đi đến đâu cùng ai bằng phương tiện gì khi nào đúng không? Hay. Hay. Và cuối cùng trong bài ngày hôm nay thì bonus thêm một đoạn, đó là phần nhật ký của tôi. Đó, nhật ký của tôi. Cái từ nikki này là nhật ký này. Được chưa? Vậy mọi người sẽ nghe cô đọc và bạn dịch luôn nhá. Kyou wa getsuyoubi desu. Là gì nhỉ? Hôm nay là thứ hai. Thứ hai, tiếp theo nhá. Sangatsu yōka desu. Ngày 8 tháng 3. Tháng 3 rồi. Asa 6 ji ni okimashita. Sáng nay tôi đã dậy. Buổi sáng tôi dậy lúc 6 giờ đúng không? Học chưa? Rồi đúng không? Sore kara hitori de gakkou e ikimashita. Là gì nhỉ? Sau đó tôi đi đến trường một mình đúng không? Tôi một mình đến trường. Jūgyō wa 11 ji han ni owarimashita. Đấy. Jūgyō wa ni. Tiết học, giờ học đúng không? Từ này có thể chưa gặp ở trong sách giáo khoa nhưng mà chúng ta phải quen dần với từ này là giờ học. Giờ học thì làm sao? Kết thúc lúc 11:30. Và tomodachi to isshō ni ie e kaerimashita. Là gì nhỉ? Sau đó tôi trở về nhà cùng với bạn bè. Được chưa? Hay. Và chúng ta nhìn lại nhá. Và Tome, ngày hôm nay mình đã học cái gì? Một là cách đếm ngày tháng. Ngày tháng năm. Tiếp theo là mình đi đến đâu bằng địa điểm gì đúng không? Hay. Không đi đâu cả sẽ là Doko wo ikimasu desu ne. Thế thì đi bằng phương tiện gì là nani de hoặc là doyatte desu ne, doyatte. Tiếp theo là đi cùng với ai sẽ là gì nhỉ? Dare to ikimasu chẳng hạn nhá. Hay, như vậy là bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc tại đây. Bài đầu tiên cô Thanh dạy nó hơi bị dài một chút đâu, mọi người học thấy có mệt không? Không biết là các bạn học trong các khóa học online của mình như nào nhỉ? Nếu mà các bạn có câu hỏi gì hay thắc mắc gì, các bạn nhớ comment xuống bên dưới các bài giảng thì cô Thanh sẽ trả lời cho các bạn rất là nhiệt tình nhá. Ok, bài học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong bài số 10 nhá. Hai mươi sáu, tsukare sama desu. Arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Ok, chào mọi người nhá. Miyasan, arigatou gozaimashita. 1996年 1996年 今年は何年ですか？今年は何年ですか？ガッチュガッツ明日2016年
2016年. 実家へ帰りました. 実家へ帰りました. 毎日トゥイさんと学校へ行きます. 毎日トゥイさんと学校へ行きます. 私はパク先生と働きます. 私はパク先生と働きます. Ở trong bài này thì các bạn chú ý tới cái phát âm mà đối với cả những chữ ghép. Ví dụ như là khi mà các bạn đọc số 5, năm 1996, đúng không ạ? 1996年. 1996年. Các bạn chú ý là khi mà đối với cả những chữ ghép này thì chúng ta đọc phát âm nó hơi nặng một chút. Ví dụ như là Q, Q, Ki với cả U và có trường âm, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đọc kéo dài ra một chút là Q, Q. Rất nhiều bạn chúng ta phát âm là Q, Q. Cái này hoàn toàn sai các bạn nhé. Bởi vì nó là âm ghép, thế nên là bao giờ nó cũng nặng hơn âm bình thường một chút. Sen, Q, Hẹc, Hẹc, Hi với cả Ya, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ đọc là Hẹc, chứ không phải là Hẹc, 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 được chưa? Sen, Q, Hẹc, Q, Ju. Ở đây chúng ta có chữ ghép là G và U và trường âm, đúng không ạ? Thế nên chúng ta cũng phải đọc là ju, ju, chứ không phải chúng ta đọc là gì nhỉ? Sen kyu heku kyu ju dokunen. Sai, cái này hoàn toàn sai các bạn nhé. Phải đọc nặng hơn một chút là ju, kyu, được chưa? Và ở trong bài này thì chúng ta cũng không được quên lưu ý tới hai phát âm rất là khó, đó là shi và zi. Shi, cái này là sờ nặng chứ không phải là sờ nhẹ các bạn nhé. Không phải là si mà sẽ là shi, shi. Và phát âm rất là khó mà chúng ta thường gặp phải, đúng không ạ? Cái zi, ga zi, thá, đúng không ạ? Ga zi, ga zi, chứ không phải là ga chữ, ga chữ các bạn nhé. Cái này hoàn toàn sai, ok. Tiếp theo có một âm mà mình thấy là các bạn rất hay gặp phải, đó là rô các bạn ạ. Ví dụ như là số đếm rô cự, rô cự. Ví dụ chúng ta nói là năm 96, kyuju doku, kyuju doku. Rất là nhiều bạn phát âm thành kyuju doku, kyuju doku. Cái này hoàn toàn sai các bạn nhé. Ở đây nó không có âm ngắt mà nó chỉ có do và cư thôi. Thế nên chúng ta hãy phát âm bình thường, kyuju doku, kyuju doku, chứ không phải kyuju doku, kyuju doku các bạn nhé. Cái này hoàn toàn sai. Tiếp theo, mình cũng muốn các bạn lưu ý tới một phát âm mà chúng ta rất dễ nhầm, rất dễ sai, mắc lỗi khi mà phát âm. Đó là gakko. Gakko các bạn nhé. Ở đây, ga, âm ngắt, đúng không ạ? Và ko, gakko, gakko. Chứ không phải là gakko. Rất là nhiều bạn đọc gakko là gakko hay là gakko. Gakko, cái này hoàn toàn sai các bạn nhé. Phát âm chuẩn của nó phải là gakko, gakko. Và quên lưu ý cho và không được quên lưu ý cho mình là ở đằng sau nó có trường âm ư các bạn nhá. Thế nên mình cũng phải hơi kéo dài một chút. Gakko, gakko, chứ không phải gakko. Gakko là hoàn toàn sai các bạn nhá. Và cuối cùng cũng là một âm mà rất nhiều bạn mắc phải, đó là trợ từ wa. Ví dụ, watashi wa Vietnam jin desu. Có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Tôi là người Việt Nam, đúng không ạ? Thì cái này phát âm của nó là wa. Cũng giống như là chữ wa, watashi wa, được chưa? Watashi wa. Rất là nhiều bạn thường đọc là watashi wa. Các bạn đọc là g o wa ấy, cái này là hoàn toàn sai các bạn nhé. Nó phải là wa. Watashi wa Vietnam jin desu, chứ không phải là watashi wa Vietnam jin desu. Các bạn chú ý nhé.